Kính thưa quý vị, lễ diễn hành Ngày Thánh Patrick được tổ chức tại Chicago. Vào hôm Chủ nhật vừa qua, lễ diễn hành nhân Ngày Thánh Patrick đã vừa được tổ chức tại thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Theo ước tính, đã có đến hàng ngàn du khách và người dân địa phương đổ về Columbus Drive nằm ở khu trung tâm thành phố để bắt đầu buổi lễ tôn vinh vị thánh bảo trợ của người Ái Nhĩ Lan, Thánh Patrick. Trên khắp thế giới, ngày lễ Thánh Patrick là một sự kiện diễn ra vào ngày 17 tháng 3 hàng năm, thu hút một lượng lớn du khách quốc tế tham dự. Vào hôm thứ Bảy tuần trước, dòng nước sông Chicago đã được nhuộm thành màu xanh trước sự chứng kiến của hàng trăm du khách tham gia lễ hội. Sự kiện này sau đó đã được tiếp nối bằng một lễ diễn hành với sự tham gia của đông đảo người dân và các đoàn xe trang trí theo màu xanh lá. Ngoài ra, buổi lễ diễn hành còn có sự góp mặt của những người lính địa phương trong một quân phục Gaelic và nền nhạc Ái Nhĩ Lan truyền thống. Chương trình cuối cùng của đoàn diễn hành chính là màn biểu diễn của những vũ công tap dance, một điệu nhảy truyền thống nổi tiếng của người Ái Nhĩ Lan. Ngày lễ Thánh Patrick là một sự kiện bắt nguồn từ 1.500 năm trước ở Ái Nhĩ Lan. Ngày nay, sự kiện này đã trở thành một ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ, một đất nước có rất nhiều công dân là người gốc Ái Nhĩ Lan. Theo các tài liệu cho biết, lễ diễn hành ngày Thánh Patrick đầu tiên ở Hoa Kỳ đã được tổ chức vào tháng 3 năm 1737, tức là cách đây đã 277 năm.